và các bạn, từ trước tới nay thì chúng ta luôn luôn thực hiện mọi công việc trong gia đình một cách thủ công. Nhưng khi có sự hỗ trợ của công nghệ hiện đại thì chúng ta sẽ có vô vàn những tiện ích chỉ cần một chiếc điện thoại thông minh. Con người có thể điều khiển mọi thiết bị trong ngôi nhà chỉ bằng giọng nói, hoặc thậm chí chúng có thể tự vận hành theo ý muốn của chúng ta. Bật đèn. Với những trợ lý ảo như vậy thì chắc chắn ngôi nhà sẽ trở nên đáng sống hơn, phải không quý vị? Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau ghé thăm những căn nhà được trang bị những ứng dụng công nghệ hiện đại. Smart Home chỉ thực sự thông minh khi nó đáp ứng được mọi yêu cầu của chủ nhà. Do đó, ở phân khúc cao cấp, giải pháp nhà thông minh sẽ được cá nhân hóa cao nhất để phù hợp với sở thích, thói quen sinh hoạt của từng gia chủ. Đơn vị cung cấp giải pháp nhà thông minh sẽ đồng hành cùng nhà thiết kế nội thất ngay từ những khâu đầu tiên của quá trình xây dựng để đồng bộ, tối ưu cho việc sử dụng, vận hành của khách hàng sau này. Ngôi biệt thự này đã hoàn thiện lắp đặt giải pháp nhà thông minh với đầy đủ mọi hạng mục, chiếu sáng, an ninh, điều hòa không khí, rèm, âm thanh và tưới cây sân vườn. Hệ thống Smart Home sẽ giúp việc điều khiển ánh sáng tuân theo kịch bản và ý đồ đặt trước, giúp tôn lên nét đẹp của nội thất. Rèm cửa được điều khiển tự động, kéo rèm che theo giờ để bảo vệ các đồ dùng trong nhà. Những khu vực phòng thay đồ hay nơi lưu trữ đồ điện tử được lắp đặt thêm cảm biến đo độ ẩm để tự động chạy điều hòa hoặc máy hút ẩm, đảm bảo độ bền của các đồ giá trị cao. Hệ thống âm thanh đa vùng cũng được chủ đầu tư thiết kế đồng bộ cùng ánh sáng để tạo ra một không gian không chỉ đẹp mà còn nhiều cảm xúc. Như vậy, tất cả các thiết bị điện trong gia đình đều được kết nối để điều khiển qua điện thoại di động và các màn hình cảm ứng được gắn âm tường. Không cần trực tiếp thao tác, luôn có thể kiểm soát hoạt động của mọi thiết bị trong căn nhà. Tiện nghi, tiết kiệm năng lượng và an toàn, đó là những yếu tố giúp cho những ngôi nhà thông minh ngày càng trở thành lựa chọn ưu việt hơn. Là một người yêu thích công nghệ, năm 2012, ngay từ khi những giải pháp nhà thông minh mới được biết đến ở Việt Nam, anh Nguyễn Văn Lợi đã quyết định lắp đặt ngay cho căn biệt thự của mình. Những thiết bị điện trong gia đình, từ hệ thống đèn, âm thanh hay điều hòa, đều được kết nối để điều khiển qua điện thoại di động. Quá trình gần 10 năm sử dụng, anh Lợi cảm thấy hài lòng với những tiện ích mà giải pháp nhà thông minh mang lại cho sinh hoạt của gia đình. Nó rất là tiện lợi, nó cho mình kiểm soát được mọi lúc mọi nơi, mọi chỗ. Ví dụ như chúng ta đi về gần tới nơi, ta sẽ lệnh cho nó điện ngoài sân, mở cửa và điện trong nhà, hoặc là ta có thể bật điều hòa từ trước. Tất cả là do mình hoàn toàn mình sử dụng trên điện thoại. Mình cho rằng nó rất là tiện lợi và văn minh. Với những đơn vị cung cấp của Việt Nam, khách hàng có thể khá yên tâm về khâu bảo trì, bảo hành hệ thống trong suốt quá trình nhiều năm sử dụng. Anh Lợi cho biết, sau 10 năm, hệ thống nhà thông minh của gia đình không gặp phải vấn đề gì và anh luôn mong muốn cập nhật những thiết bị mới nhất cho căn nhà của mình. Hệ thống điện thông minh thì tôi cho rằng một cái giải pháp rất là tuyệt vời. Vừa là đúng như gu và đúng như cái ý muốn mình muốn. Đến bây giờ thì tôi thấy rằng nó cũng rất là ổn định, cũng chưa có vấn đề gì lớn. Hiện nay, công nghệ đang len lỏi vào mọi mặt của đời sống. Ở trong nhà, nơi con người dành từ 8 đến 10 tiếng mỗi ngày để sinh hoạt, làm việc và nghỉ ngơi, thì công nghệ không thể không hiện diện. Do đó, Smart Home là một xu thế không thể đảo ngược và ngôi nhà của chúng ta được dự đoán sẽ càng ngày càng trở nên thông minh hơn. Quý vị và các bạn, một ngôi nhà hiện đại sẽ đáp ứng được nhiều nhu cầu của mỗi thành viên.
không chỉ có ăn, ngủ, nghỉ mà còn là không gian học tập và làm việc từ xa. Điều quan trọng nhất là phải đảm bảo đến sức khỏe cho tất cả mọi người. Vì vậy, việc ứng dụng công nghệ thông minh vào nhà ở sẽ là một cách hữu ích để giúp nâng cao chất lượng cuộc sống và mang lại hạnh phúc cho mỗi người. Xin được cảm ơn công ty cổ phần bóng đèn Phích Nước Rạng Đông.